Ngạo Thế Đan Thần tập 13 Đối phương là Phạm Võ Cảnh tầng 10, thẩm tương cũng là lần đầu tiên đối mặt với cao thủ bậc cấp này. Hơn nữa là còn là một tên đệ tử tới từ môn phái võ đạo, nhưng trong lòng hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại lại kích động lên bởi vì hắn một mực không có gặp được đối thủ nào ra dáng. Giao ra cái gì? Thẩm tương hỏi tuy rằng có vẻ mặt hắn nghiêm túc nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất chấn định điều này làm cho kiểu độc tử hơi kinh ngạc thiên văn quả thú đan ngàn năm địa ngục linh chi còn có võ công mà ngươi tu luyện và đan dược của ngươi ta muốn tất cả bên trong đôi mắt của kiểu độc tử hiện lên vẻ tham lam bởi vì những vật này cho dù là ở bên trong những môn phái võ đạo kia cũng rất chân quý mà hắn cho là mình chẳng mấy chốc có thể đạt được có dũng khí thì tự mình tới lấy đi khóe môi của thẩm tường vảnh lên hiện ra vẻ tươi cười tấm biểu cảm vốn nghiêm túc kia đột nhiên tràn đầy chiến ý cao vút thân thể cường tráng kia cũng bốc lên sát khí bừng bừng trông thấy tư thế này của thẩm tường cửu độc tử giật mình bởi vì dáng vẻ của thẩm tường căn bản không giống như là người đã tiêu hao rất nhiều chân khí. Tiểu ừ. tử, miệng còn hôi sữa, bớt càn rỡ ở trước mặt ta đi. Kiều độc tử vung tay lên, phấn độc màu đen lập tức từ trong ống tay áo của hắn phun ra ngoài, hóa thành một cơn gió lớn hướng về thẩm tường thổi tới. Khoảng cách gần như vậy, thẩm tường căn bản không trốn thoát trong chớp mắt thì bị cơn gió độc màu đen kia bao phủ lại. Tiểu tử Bách độc môn là một trong năm đại môn ma môn, am hiểu dùng độc, bản thân không có võ công gì lợi hại, cho dù là có thực lực phàm võ cảnh tầng 10, cũng không thể phát huy ra được một phần nữa. Chỉ cần độc của bọn họ không trúng không làm gì được ngươi, thì ngươi có thể giải quyết bọn chúng một cách dễ dàng. Giọng nói của Bạch U đột nhiên xuất hiện trong đầu của Thẩm Tường. Mà Thẩm Tường sớm đã học xong bản lĩnh kháng độc của hai mỹ nhân thần bí này rồi, lúc này trên dưới toàn thân hắn được chân khí thuộc tính mộc hùng hậu bao trùm. Những độc phấn này vẫn có thể tràn vào bên trong, nếu như không phải chân khí của hắn hùng hậu tầng tầng lớp lớp ngăn cản những khí độc này thì hắn sớm đã bị chúng độc, có thể thấy được bách tộc môn dùng độc là cao minh tới cỡ nào. Thân thể thầm tương chấn động, khói độc luyện lờ ở trên người hắn tản ra, thổi về phía cửu độc tử. Cùng lúc đó, thầm tương bước ra một bước, đi tới trước mặt cửu độc tử, há miệng hô ra, thi triển thành lòng gào thét, phun ra cương khí lôi điện, kèm theo đó là một cỗ khói độc kia xung kích đến cửu độc tử thành Long gào thét thi triển xong thẩm tương liên thi triển long cương quyền hóa chân khí của mình thành long cương sau đó lấy thiên hổ bạo sát quyền nện tới sau khi đánh ra loại long cương khí kinh khủng này xuất hiện từng tiếng cương khí nổ tung mà kiểu độc tử kia căn bản không có nghĩ tới thẩm tương có thể chống lại được khí độc mà hắn thả ra còn có thể dùng chân khí khủng bố và tốc độ nhanh như thế tới công kích hắn. Chỉ trong thoáng qua, hắn bị khói độc của mình thổi tới, mà thẩm tương cũng đã nện được ở trên người hắn mấy chục quyền. Mỗi quyền đánh vào trên người của kiều độc tử đều sẽ sinh ra một đợt khí bạo mãnh liệt, chấn động đến mặt đất rung động một trận, lá cây lá của cây cối xung quanh rơi đầy đất, kiều độc tử cũng bị đánh cho miệng phải nôn ra máu tươi. Cựu độc tử dù sai cũng là Cựu độc tử dù sao cũng là võ giả phàm võ cảnh tông 10, tuy rằng thường xuyên dùng độc nhưng chân khí vẫn là vô cùng hùng hậu, đối với việc trưởng khống chân khí cũng có trình độ nhất định, có thể nhanh chóng thả chân khí hùng hậu ra để chống lại một quyền uy mãnh mà cuồng bạo kia của Thẩm Tương. Tiểu tử, người khá lắm, Ta đã đánh giá thấp ngươi Nhưng ngươi cũng đừng coi thường ta Trong khi cửu độc tử nói chuyện Đã phóng ra mấy chục thanh đoạn đao đen nhánh Vạch phá không trung hướng thẩm thường bay vụt mà tới Thẩm thường vội vàng sử dụng chân khí Thả ra một bức tường được hình thành từ cương khí Đến ngăn cản những đoạn đao đen này những đoạn đao này không dễ như khi hắn ta đối phó với những cây cương trầm kia. Những đoạn đao này chứa chất kịch độc Vậy mà từ từ xuyên thấu qua bức tường cương khí của hắn Cựu độc tử cách đó không xa Đang dùng thần thức khống chế những đoạn đao này Tiểu tử Người còn non một chút Bạo cho ta Cựu độc tử cười lạnh một tiếng Chỉ thấy những đoạn đao kia cùng lúc nổ tung Tuôn ra một trận cương khí mãnh liệt Những đoạn đao kia hóa ra được chế tạo đặc biệt bên trong vậy mà được rót vào một chút cương khí được áp xúc qua nổ mạnh như vậy khiến bức tường cương khí của thẩm tường bị nổ tung còn phun ra một trận khói độc màu đen kiều độc tử liên tiếp xuất ra thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị nếu như là phàm võ cảnh tầng 10 khác thì sớm đã bị giết chết người mà trước đó ta và ngươi gặp phải đều là khác biệt Tuy rằng ngươi có thể đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng, nhưng bọn chúng trong mắt ta cũng chỉ là một đống rác rưởi. Cửu độc tử chậm rãi đi về phía thẩm tường, mà thẩm tường lại bị những cái đoàn đao nổ tung lên, sinh ra một lượng lực lượng đánh bay hắn ngã xuống mặt đất. Cửu độc tử vốn cho là thẩm tường đã bị trọng thương, còn chống kịch độc, nhưng lại không nghĩ tới Thầm tường đột nhiên từ mặt đất bật lên, nhanh như tia chớp hướng cửu độc tử lao tới, tay phải thẩm tương hóa thành long trào, móng vuốt sắc bắt được ngưng tụ thành từ thanh long cương khí sắc bén đến nỗi sợ rằng không gì không thể phá. Thẩm tương một cái bay nhào lộn đột nhiên này, thế nhưng là nhanh như chớp khiến cửu độc tử căn bản không kịp phòng ngự, chỉ có thể nhanh chóng điều động chân khí tận lực giảm bớt tổn thương nhưng hắn lại đánh giá thấp thanh long trào của thẩm tường vậy mà trực tiếp đâm vào bụng của hắn thôn phệ ma công trong lòng thẩm tường hò hét vận chuyển ma công kinh khủng mà bạch u truyền cho hắn thôn phệ lấy một thân chân khí phàm võ cảnh tầng 10 của kiều độc tử trong lòng kiều độc tử hốt hoảng hắn có thể cảm nhận được chân khí hùng hậu của chính mình như là dòng nước chảy xiết từ trên vết thương kia của mình nhanh chóng trào ra ngoài hắn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn thú của thẩm tường đột nhiên nổi nên gân xanh dữ tợn bên trong gân xanh đang cho chân khí của hắn lưu chuyển thẩm tường đang thôn vệ chân khí của hắn kiểu độc tử hoàng sợ không thôi loại võ công này vẫn luôn là thứ mà những người trong ma môn như bọn họ mong muốn có được nhưng đây chỉ là mong muốn của môn phái ma đạo mà thôi thế nhưng bây giờ Cựu Đốc Tử tự mình cảm nhận được Người Cựu Đốc Tử nổi giận gầm lên một tiếng Lấy ra một cái đoàn đao Hướng tới thẩm tường điên cuồng đâm tới Nhưng lúc này thẩm tường Đang thi triển thôn phệ ma công Sớm đã thả ra phòng ngự cương khí mạnh nhất Để bảo vệ bản thân Cựu Đốc Tử bởi vì chân khí Bị thôn phệ Cũng dẫn đến hắn khó mà tập trung được chân khí Lực lượng giảm mạnh chân khí bàng bạc tràn vào thể nội thẩm tường cuộn trào một cách điên cuồng trong kinh mạch của hắn di chuyển nhanh chóng điên cuồng tuôn trào để kinh mạch của hắn đau nhức không thôi mà sắc mặt của cửu độc tử thì càng ngày càng nhợt nhạt khí lực cả người càng ngày càng yếu chỉ ngắn ngồi trong nháy mắt chân khí của hắn đã mất đi hơn phần nửa tay phải thẩm tường rút ra khỏi bụng của cửu độc tử tay trái đột nhiên nện ra một quyền chân khí bạo ngược dâng trào đánh vào trên người cựu độc tử đâm thủng thân thể gầy xẹp kia cựu độc tử không có chết trên gương mặt gầy gò giữ thận tràn đầy sự sợ hãi phẫn nộ tuyệt vọng người người đã làm cái gì đối với ta chân khí của ta mất đây đây là chân khí mà ta tu luyện mấy chục năm vậy vậy mà mất đi thì chết đi tầm tương cách không tung ra một quyền chân khí bạo ngược hóa thành cương khí màu đen đánh thẳng vào trên người của cựu độc tử đánh vỡ ơ nát nửa người của cựu độc tử thẩm tường nhặt túi chữ vật của cựu độc tử lên vội vàng chạy rời khỏi chân khí đang bạo ngược không chịu nổi trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của hắn trên mặt hắn tràn đầy xanh xám tiểu tử ta đã nói rồi không được thôn phệ chân khí ngược người có thực lực mạnh hơn ngươi quá nhiều nếu như ngươi không khống chế nổi lực lượng thôn vệ tới kia thì ngươi sẽ bảo thể mà chết bạch u lạnh lùng quát lên bên trong giọng nói tràn đầy sự tức giận nhưng cũng mang theo một chút lo lắng u u không cần phải lo lắng ta tự có chừng mực thẩm tương vận chuyển thái cực thần công cố gắng luyện hóa những chân khí vừa mới thôn phệ tới kia Đồng thời còn ăn vào rất nhiều đan dược để có thể hỗ trợ luyện hóa cố chân khí này. Bạch U đối với chuyện này rất tức giận, nhưng bây giờ không phải là lúc để giáo huấn. Trành thủ thời gian tìm một chỗ nào đó an toàn mà luyện hóa cho tốt đi. Bạch U nói trong giọng nói lạnh lùng đầy vẻ lo lắng, điều này làm cho Thẩm thường ấm lòng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ái náy, khư khư cố chấp làm theo ý mình không có để ý tới lời khuyên của Bạch U đối với hắn. Thẩm Tường đi vào sâu trong khu rừng, ở bên trên một gốc đại thụ bắt đầu luyện hóa hết những chân khí bạo ngược vừa mới thôn vệ được này, bởi vì những chân khí này không phải là của hắn. Cho nên sau khi tiến vào bên trong thân thể của hắn thì sẽ sinh ra bài xích, bởi vậy mới có thể trở nên bạo ngược như vậy, nếu như không ngăn chặn Thẩm tường lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết May mắn tình huống cũng không có bếp bát như vậy Kiều độc tử tuy là phàm võ cảnh tầng 10 Nhưng chân khí bản thân hắn lại không phải là loại trí thuần kia Hơn nữa cũng không có gì đặc biệt Thái cực âm dương đồ trong thể nội của thẩm tường xoay tròn nhanh chóng Hút những chân khí đục ngầu kia vào bên trong thái cực thần đồ để luyện hóa phun ra chân khí tinh thuần màu trắng xóa, dựng dục năm đoàn chân khí có thuộc tính khác biệt kia ở bên trong thái cực thần đồ. Mị giao tỷ, tiếp theo ta phải làm như thế nào? Ta cảm thấy năm đoàn chân khí kia khả năng không cách nào dung nạp được nhiều chân khí như vậy. Thầm tương hỏi, áp xúc ngưng hình, ngưng tụ năm đoàn chân khí kia thành năm cái hình thái khác biệt. Tô Mị Giao lập tức trả lời. Nói như vậy ta lập tức sẽ tiến vào chân hình cảnh phàm võ cảnh tầng 9 sao? Thẩm tương lại hỏi, chân khí áp xúc ngưng thành hình chính là phàm võ cảnh tầng 9. Không có nhanh như vậy, ngươi phải ngưng hình cả năm đoàn chân khí này, ngươi đang tu luyện chính là tứ tượng thần công, vậy thì ngưng tụ thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bốn cái hình thái này. Tô Mị Giao nói, Thẩm tương nhíu mày nói, nhưng ta không biết hình dáng thực sự của bốn con thần thú này ta phải nhưng ngưng hình như thế nào. Hơn nữa công pháp ta tự luyện chính là thái cực thần công. Chân hình của ta chắc là phải có quan hệ với chủ công pháp mới đúng chứ. Tứ tượng thần công là thái cực thần công sinh sản mà ra. Ở trên thái cực, thái cực thần công và tứ tượng thần công có một đoạn khẩu quyết lúc phạm võ cảnh tầng 9 ngưng hình người cứ dựa theo đó mà đi làm tự nhiên có thể ngưng tụ ra hình thái tứ tượng bốn con thần thú tô mị giao nói kiểu nói này của tô mị giao thẩm tường lập tức nhớ tới bên trong tứ tượng thần công và thái cực thần công xác thực là có một đoạn khẩu quyết hắn vẫn luôn không hiểu là dùng để làm gì tô mị giao đã từng nói đó là khẩu quyết quan trọng chỉ là không có nói cho hắn biết đó là khẩu quyết ngưng tụ chân hình. Tầm tương lập tức chiếu theo khẩu quyết kia mà làm, vận chuyển công pháp để chân khí lấy vương thức của hắn lưu chuyển ở trong đàn điền của hắn. Đầu tiên hắn ngưng tụ thả là hình dáng, thần thú thanh long là áp xúc lượng lớn chân khí vào một chỗ ngưng tụ thành hình. Trong quá trình áp xúc để lượng lớn chân khí nén vào một chỗ dẫn đến chân khí không ngừng xảy ra tiếng nổ rất nhỏ. Lúc nổ có thể thấy chất lượng chân khí đang thay đổi để chân khí càng trở nên hùng hậu hơn, cương hãng hơn. Cả ngày trôi qua, trên thái cực thần đồ trong đan điền trong thể nội của thẩm tường xuất hiện một chân hình xà đang ngọ ngoại. Lúc này chỉ là một cái hình thức ban đầu còn chưa có hoàn toàn thành hình cho nên không nhìn thấy chi tiết trên thành long Chân hình chỉ là hình thái mà thôi Cũng không phải là hình dạng thật sự Chỉ có sau khi đến lúc tới tầng 10 đại viên mãn Thì hình thái chân khí trong cơ thể người mới có thể sinh động như thật Người phải ngưng tụ áp xúc năm loại thuộc tính chân khí đều trở thành hình thái Người mới coi như là bước vào phàm võ cảnh tầng 9 Tô Mỹ Giao nói Thầm tương nhẹ gật đầu tiếp tục tu luyện Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ấm áp của sáng sớm xuyên thấu qua cành lá chiếu lên trên người thẩm tường thẩm tường từ tư từ tư mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi lúc này hắn đã ngưng tụ ra được hai cái chân khí có hình thái hình thái của thanh long và chu tước đều là mờ nhạt không chịu nổi nhưng lại để là dùng lượng lớn chân khí tới áp xúc mở thành hùng hậu đến đáng sợ khi khối chân khí ở lúc ban đầu thì nó giống như một hạt trâu nhỏ bên trong hạt châu nhỏ này có một không gian rộng chứa đựng mấy trăm hạt chân khí cỡ hạt gạo nhưng bây giờ bên trong hạt trâu nhỏ lại phải chứa đựng tới khoảng hàng ngàn hàng vạn hạt chân khí cỡ hạt gạo hơn nữa đây chỉ là trạng thái ban đầu nếu như muốn chân khí ngưng tụ ra chân khí có hình thái sinh động như thật thì tới lúc đó khả năng ở bên trong không gian rộng của hạt châu nhỏ cần phải áp xúc hàng trăm hàng ngàn hạt chân khí lớn cỡ hạt gạo lại mới có hai loại chân khí có hình thái thầm tường nhìn vào trong đan điền nhìn thấy chân khí có hình dáng của con rắn và chim đang dường cánh thì có chút thất vọng thỏa mãn đi trong chân khí của tên kia đại đa số đều là tạp chất sau khi người luyện hóa áp dụng thì còn lại cũng không nhiều lắm tô mỹ giao nói ừ Đừng có sai lầm thêm một lần nữa." Giọng nói mang theo sự tức giận của Bạch U truyền đến, khiến toàn thân Thẩm Tường run lên. Thẩm Tường vội vàng cười làm lành nói, "U U ta biết sai rồi, sẽ không có lần sau nữa." Tính trước người cũng không dám. Bạch U khẽ khừ một tiếng. Mặc dù chưa có tiến vào phàm võ cảnh tầng 9, nhưng Thẩm Tường lại cảm thấy thực lực được tăng cường hơn rất nhiều chân khí sinh ra tiếng nổ nhỏ ở bên trong quá trình áp xúc khiến chất lượng chân khí xảy ra biến hóa cho nên thực lực của hắn càng được tăng mạnh hơn nếu vì chân khí như hạt gạo để mà nói thì một hạt gạo chân khí trước đó của hắn đã có thể nổ nát một cái cây mà bây giờ một hạt chân khí của hắn đã có thể nổ nát 10 cái cây đây là bởi vì một hạt chân khí của hắn bây giờ là 10 hạt chân khí trước kia khi được áp xúc mà thành chất lượng trở nên mạnh hơn đây chính là thành quả của việc không ngừng tu luyện càng về sau thì càng phải tiến hành áp xúc vô tận quá trình này rất gian khổ bởi vì việc này cần phải tu lấy lượng lớn đinh khí tới chuyển hóa thành chân khí thẩm tường hỏi mỹ giao tỷ tứ tượng thần công chỉ có thể ngưng tụ ra bốn cái chân khí hình thái chân khí là ngũ hành vậy thực tính thổ của ta sẽ ngưng tụ thành cách gì? Ở trên thái cực thần công có, đó là một con tượng, tuy nhiên năm đó ta lựa chọn ngưng tụ thành hoa sen. Tô Mị Giao nói, con tượng, trong lòng thẩm tương vui vẻ một trận, bởi vì trong mắt của hắn thì tượng ở bên trong các loại thú thì là một con tương đối cường đại. thẩm tương vẫn ngồi ở trên đại thụ, Kiều độc bang kia đã giải quyết, xung quanh đây đều an toàn. Hắn bây giờ lấy túi chữ vật của kiều độc từ kia ra, nhìn xem bên trong đồ vật có thứ gì tốt hay không. Đồ vật không ít, trong đó loại hình đồ vật độc châm ám khí là nhiều nhất. Độc phấn, độc dược cũng rất nhiều, mặt khác chính là một số giải dược và đan dược. Đại linh tiền cũng có một chút. Những vật này đều có tác dụng đối với thẩm tường, nếu như sau này đứng trước thời điểm nguy hiểm, dùng những ám khí độc dược này đi công kích người khác thì cũng không tệ. thẩm tương còn phát hiện một hộp ngọc hình vuông. Ở bên trong túi chữ vật kia, hắn lấy hộp ngọc ra nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Dùng thần thức, bên trong hộp ngọc này chắc chắn có đồ vật gì đó, chỉ có dùng thần thức cường đại mới có thể mở ra. Tô Mị dao nói, nàng ta tuy rằng ở bên trong giới chỉ kia, nhưng lại có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Thẩm tương lật, lập tức rót thần thức vào bên trong hộp ngọt. Để hắn hoảng sợ là hộp ngọc này giống như là một cái động không đáy, hơn nữa đang thôn vệ thần thức của hắn, cho dù hắn muốn thu hồi thần thức lại cũng rất khó khăn. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, Thẩm tương đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mà lúc này hộp ngọc kia cũng không có thôn phệ thần thức của hắn nữa. Lúc này nó tự động mở ra, thẩm tương chỉ nhìn thấy một viên ngọc châu lớn bằng một hạ quả đào. Dưới ngọc châu còn có một cái da thú màu vàng nệm. Đúng lúc này, Bạch U và Tô Mị Giao từ trong giới chỉ đi ra, đứng ở trên một cái nhánh cây thô to của cây đại thụ nhìn lấy vật trong tay của thẩm thường. Đây là thuyền thừa châu, chỉ cần thả thần niệm tiến vào bên trong thuyền thừa châu thì có thể đọc được tin tức ở bên trong. Tô Mỹ Giao nói xong, lấy gia thú ở dưới thuyền thừa châu ra, gia thú được gấp lại, mở ra kiểm tra thì rất rất to lớn. Nói như vậy, bên trong hạt châu này có vật của người khác để lại. Thẩm thường hỏi, không sai, trường giáo của một số môn phái, phần lớn đều dùng loại phương thức này để truyền thừa võ công trường giáo. Bên trong truyền thừa châu này chắc là võ công hoặc là tâm pháp, hoặc là tâm đắc luyện đan của một người nào đó để lại. Bạch U nói, trong lòng thầm thường cảm thấy vui mừng, hắn không nghĩ tới kiểu độc tử kia lại có được loại bảo vật này. Hắn lập tức rót thần niệm vào bên trong truyền thừa châu, một đường thông tin khổng lồ lập tức tràn vào trong đầu của hắn, hắn đọc những thông tin truyền vào trong đầu hắn, cả khuôn mặt đều là vẻ mừng vui như điên. Bên trong truyền thừa châu có thứ gì? Tô Mị Giao trông thấy thẩm thượng vui vẻ như thế, thì vội vàng hỏi. <laughs> là luyện khí bảo điển, còn có một số tâm đắc luyện khí. Tầm Tương cười nói: "Luyện khí sư thì có rất nhiều, có nhiều hơn luyện đan sư nhiều. Luyện khí sư cấp thấp thì chỗ nào cũng có, nhưng luyện khí tông sư thì lại rất hiếm, những người có thể luyện chế ra khí cụ lợi hại thì ngang với luyện đan sư." Sau khi Tầm tường nhìn thấy đó là luyện khí bảo điển thì đột nhiên có lòng tin để cho mình trở thành một luyện khí sư lợi hại. Đương nhiên, hắn sẽ đặt trọng điểm ở trên luyện đan Tô Mỹ Giao tiếp nhận kiểm tra truyền thừa châu kia, trên mặt cũng hiện ra đầy nụ cười quyến rũ. Quả nhiên là đồ tốt, lại có giáo trình luyện chế bảo khí, hơn nữa còn có không ít phương án thiết kế, người phải nắm giữ thật tốt mới được. Đó là đương nhiên, thầm tương cười nói, ở bên trong gia thú đó vẽ là cái gì? Là một tấm bản đồ, Tô Mị Giao nói, đồng thời đưa truyền thừa châu kia cho Bạch U, cũng để cho Bạch U nhìn xem. Bản đồ gì? Thẩm thương vội vàng hỏi. Một cái bản đồ dược viên, tuy nhiên muốn mở ra cái dược viên kia thì cần phải có một cái chìa khóa. Phương pháp luyện chế cái chìa khóa này thì ở bên trong truyền thừa châu đã có. Tô Mị Giao nói. Thầm thương nhanh chóng lướt qua những thứ vừa mới đổ vào trong đầu, hắn chẳng mấy chốc thì đã tìm được phương pháp luyện chế chìa khóa kia vật liệu đều là thứ rất dễ tìm được chỗ khó chính là ở trên bề mặt chìa khóa kia linh văn được điêu khắc rất phức tạp chìa khóa ở chỗ này của ta lúc mở địa độ ra thì rớt xuống bạch u mở bàn tay trăng nõn kia ra chỉ thấy một chiếc chìa khóa màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay ở trên bản đồ ở trên đầy đồ văn màu vàng kim đó chính là linh văn có thể sinh ra lực lượng kỳ lạ là vô số luyện khí sư trải qua vô số năm nghiên cứu mới khai sáng ra tới linh văn là thứ nhất định phải có ở trên khí cụ bằng không chính là phàm khí bình thường thậm tương đạt được viêm long bảo lô trong trong ngoài ngoài đều có rất nhiều linh văn phức tạp những linh văn đó cũng chính là thứ tạo ra những lực lượng kỳ dị của viêm long bảo lô đại đa số linh văn đều có thể truyền thừa đi ra chỉ cần ở lúc luyện khí có thể tiêu khắc tinh chuẩn ở trên khí cụ thì có thể thành công độ khó không phải quá lớn cho nên luyện khí sư có rất nhiều như vậy này nhìn có vẻ như lâu lắm rồi nếu như được dược viên kia còn ở đó Nói không chừng bên trong sẽ có rất nhiều linh dược thành thục Tô Mỹ Giao cười nói Thẩm thương gật gật đầu hỏi Dược viên kia ở nơi nào? Là ở trên đường đi tới Thái Vũ Môn Xem ra người bây giờ sớm nên đi tới Thái Vũ Môn đi Nếu như bên trong dược viên đó mà có lượng lớn linh dược mà nói Người ở nơi đó chắc là có thể đi vào phàm võ cảnh tầng 9 Tô Mỹ Giao nói cuối cùng vẫn phải đi thái vũ môn trong lòng thẩm tường hơi kích động ta bây giờ cần phải trở về thu thập một chút nói lời cáo biệt với cha và mọi người trở lại thẩm gia, thẩm tiên hồ trước tiên tìm tới thẩm tường hắn nhìn thấy thẩm tường bình yên vô sự trở về thì thở phào nhẹ nhõm có thể trở về thì tốt trên mặt thẩm tiên hồ hiện ra vẻ yêu thương nói Chà, ký sắc của người tốt hơn nhiều rồi nha. Bây giờ là đây là giải độc đan. Cha ăn vào là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thẩm tương cười nói, đưa cho thẩm thiên hổ một cái bình. Đây là giải độc đan mà hắn đạt được từ chỗ cửu độc tử. Có thể giải được một bộ phận lớn độc. Thẩm Thiên Hồ cũng không hỏi Thẩm Tường đã làm cách gì với cửu độc bang kia. Hắn biết Thẩm Tường có thể cầm giải dược trở về thì đã biết cửu độc bang không còn tồn tại. Hắn biết rõ phong cách làm việc của thầm tường. Chà, cũng đủ rồi, ta nên xuất phát đây. Lúc nói tuy rằng mặt của thầm tường là cười, nhưng trong lòng lại rất khó nỡ rời khỏi nơi này. Thẩm Thiên Hồ khẽ khẽ thở dài cười nói Đúng vậy, đã đến lúc người nên đi tới những nơi mà có thể để cho ngươi thư triển ra tài năng của mình người đã cống hiến rất nhiều cho thẩm gia trợ giúp thẩm gia đặt chân ở vương thành cha ta đi đây thẩm tương đứng dậy đi qua ôm thẩm thiên hổ một cái ừ, người đã lớn rồi ta rất yên tâm đối với người hết thầy phải bảo trọng thẩm thiên hổ cũng đầy vẻ không nỡ vỗ lưng thẩm tường hắn biết thẩm tường đi tới những môn phái võ đạo kia có thể sẽ phải mất rất nhiều năm mới trở về thẩm tường cho thẩm thiên hộ một số đan dược phàm cấp thượng phẩm thì rời khỏi thẩm ra thẳng đến đan vương các khi hắn cáo biệt với mạnh bá và thẩm lộc tông thì đạp vào trong con đường tiến về thái vũ môn ly biệt tuy rằng khiến thẩm tường cảm thấy phiền muộn nhưng nghĩ tới lúc này gặp lại nhau lại làm cho hắn rất mong chờ hắn tin tưởng đến lúc đó chính hắn bộ thần hắn toàn bộ thẩm gia đều có thể biến hóa thành long trời lở đất thẩm tường quay lại nhìn vương thành ở xa xa nhìn lấy một trong những thành thì thành trì có rất nhiều cường giả ở bên trong thế tục giới trong lòng cảm khái không thôi bên trong mặc dù cường giả nhưng so sánh với những môn phái võ đạo kia thì lại chẳng là cái gì tiền tiền ta đến rồi thầm thầm tương nắm chặt quả đấm lại nhìn dãy núi kéo dài vạn dặm ở phía xa kia đột nhiên chạy như bay muốn đi tới thái vũ môn thì nhất định phải đi qua một khu rừng rộng lớn mà nơi thường xuyên có rất nhiều yêu thú qua lại đường xa xa xôi nguy hiểm trùng điệp chỉ cần có thể đi tới phía bên kia của khu rừng núi này thì có thể tới một nơi có linh khí dồi dào đó chính là nơi của môn phái võ đạo tế tục giới và nơi tập trung của cường giả võ đạo cách nhau bởi vì một ngọn núi lớn cho nên người có thực lực không mạnh tiến vào trong khu rừng này thì chỉ có một con đường chết. Mỹ Giao tỷ, diệt Long thần võ kia nghiên cứu như thế nào rồi, có chỗ nào lợi hại không? Tầm Tường hỏi, hắn bây giờ thế nhưng là là phải học thêm một ít võ công lợi hại. Yên tâm đi, chờ tới lúc ta và sư thị nghiên cứu triệt đề quyển sách này sẽ nói cho người biết học tập Long Vũ như thế nào. Đừng nóng vội. Tô Mỹ Giao trả lời. Có thể có hai mỹ nhân thần bí này làm bạn, tầm tương hết sức cao hứng, các nàng tương đương với sư phụ của hắn, luôn luôn nhẫn nại hướng dẫn hắn, giúp đỡ hắn vượt qua cực khổ trong quá trình tu luyện. Con đường tiến về cách dược viên kia đã được thẩm tường nhớ rõ. Hắn bước vào khu rừng núi rộng lớn này, rất dễ dàng đã tìm được điểm xuất phát của con đường. Đó là một ngọn núi như hình cái hồ lô, đó là một điểm đánh dấu của con đường. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm được cái dược viên kia, thẩm tường sử dụng chu tước hỏa dực, dường cánh bay lượn ở trên không trung, chu tức chân khí thuộc tính hòa kia đã ngưng tụ thành hình thái trải qua áp xúc chân khí hùng hậu hắn không cần phải lo lắng về vấn đề chân khí sẽ hao hết quá nhanh vì không muốn người ta phát hiện hắn đang bay ở trên công trung thầm thương chui vào trong tầng mây ẩn giấu chính mình lại tốc độ phi hành rất nhanh lập tức tiến vào sâu trong mảnh rừng núi này bởi như vậy cũng có thể tránh đi một số yêu thú cho dù hắn không e ngại yêu thú, vị trí của dược viên kia là ở trong một dãy núi rất bí ẩn và hiểm ác. ở trong một cái sơn cốc cỡ nhỏ, thầm tường chạy tới ba ngày đường mới nhìn thấy sơn cốc kia, chỉ có đều trong sơn cốc cũng không có đồ vật gì. thầm tường từ trên cao lao xuống đạp xuống trong sơn cốc, trong này khung cảnh rất đẹp bên ở ngoài sơn cốc lại có khí độc chứa chất độc kịch độc đang phiêu tán và các loại độc thảo có gai. Trong sơn cốc có một cách sơn động, đây là trên bản đồ có đánh dấu như vậy. Thầm thương tìm kiếm một lúc thì phát hiện sơn động bị cỏ che kín, hắn lấy trường đao ra, chém dụng những cây cỏ dại kia, sau đó cẩn thận tiến vào sơn động, lấy ra bó đuốc chiếu sáng trẻ giấu ở nơi quái quỷ này mà không có bản đồ muốn tìm được thật đúng là rất khó thẩm thương thi thao nói hắn nghĩ mãi mà không rõ dược viên kia vì sao lại ở trong sơn động vào sâu trong sơn động thẩm thương bị một cái cửa sắt chặn lại ăn thử một cái bất kể dùng sức lực như thế nào cũng không thể làm rung chuyển cánh cửa sắt này vô luận hắn dùng lực lượng bao lớn nện ở trên cửa sắt sơn động lại một chút rung động cũng không có nếu như là nện ở trên núi bình thường thì đã sớm bị sụp đổ một khối lớn cánh cửa này chắc là hấp thu lực lượng của ngươi vậy là nên thành thành thật thật lấy chìa khóa ra mở đi tô mị giao nói thầm tương chẳng mấy chốc đã tìm kiếm được nơi cắm chìa khóa vào bên trong cánh cửa lớn này hắn cắm chìa khóa vào di chuyển chìa khóa nghe thấy rằng rắc một tiếng cửa sắt từ từ mở ra ánh sáng trói mắt từ bên trong chiếu ra ngoài cửa sắt mở ra hoàn toàn sau khi thẩm thường trông thấy cảnh tượng trong cửa sắt thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người trong cửa sắt thế mà không phải là lòng núi đen như mực mà là đủ loại các linh thụ Linh dược sơn cốc tràn ngập ánh sáng mỹ lệ tô mỹ giao và bạch u bội vàng đi ra sau khi các nàng nhìn thấy thì đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc đều là linh dược đã hơn ngàn năm tô mỹ giao nói nhân sâm ngàn năm linh chi ngàn năm Quyền linh tham ngàn năm địa linh thảo ngàn năm nhiều linh dược mặc dù đại đa số đều là linh dược phụ trợ tuy nhiên đây đều đã đã hơn ngàn năm bây giờ lại nhiều như củ cải lớn thầm thương nhìn ra cũng có hơn mấy trăm kim linh quả thiên văn quả thì có gần hai mươi tứ linh quả trên trăm mà nó lão tử có phải đang nằm mơ hay không thầm thương kinh hô lên nhịp tim nhảy loạn lên kích động không thôi tứ linh quả tuy không thể chân quý bằng kim linh quả nhưng ở trên thị trường cũng là bán được rất đắt Là chủ dược tài đến luyện chế một loại linh đan ừ. Những thứ này mà đã làm ngươi vui tới cái bộ dáng này Thật là một cái tên nhà quê Bạch U lạnh lùng nói Thầm thương bĩu môi nói ra Tạ biệt hai vị tỷ tỷ có lai lịch bất phàm Những vật này ở trong mắt các ngươi Đương nhiên không để vào mắt Nhưng đối với ta bây giờ mà nói Nhưng đều là bảo bối ra tranh thủ thời gian giúp ta hái toàn bộ những linh dược này xuống đi đầy đủ để ta luyện chế ra được không ít đàn dược linh cấp đây Thầm tương hưng phấn nói hắn bây giờ còn chưa hiểu được cách luyện chế ra đan dược linh cấp hắn cũng biết đến lúc đó nhất định sẽ thất bại rất nhiều mà ở bên trong dược viên này lại có rất nhiều linh dược phụ trợ có thể để cho hắn tiết kiệm không ít chi tiêu để hai mỹ nhân tuyệt tế xuống đất làm việc Cũng chỉ có loại người như thẩm tường Mới có thể làm được điều đó Việc này làm cho Tô Mỹ Giao Và Bạch U âm thầm khinh bỉ Thật không phải là nam nhân Mỹ nhân đều là dùng để yêu thương Không phải dùng để làm khổ thân Mặc dù ngoài miệng Tô Mỹ Giao nói như vậy Nhưng lại bắt đầu ngắt lấy Những linh dược đã hơn ngàn năm kia Thẩm tường cười thầm hai vị tỷ tỷ đều không cho ta yêu thương cho nên ta chỉ có thể uhm, đừng có huyên thuyên bạch u hừ một tiếng khiến thẩm thường vội vàng ngậm miệng lại hắn cũng không dám đắc tội mỹ nhân lạnh như băng này dùng khoảng thời gian gần nửa ngày phần lớn đinh dược hơn ngàn năm ở trong này đều đã được hái xuống cất giữ ở bên trong chữ vật giới chỉ mà tô mị giao và bạch u ở lại kia từ linh quả thì có hơn 120 quả, kim linh quả, thiên văn quả đều có hơn 20 quả, đủ ta luyện chế không ít trúc cờ đan đi. Thẩm thương nhếch miệng cười lớn, trúc cờ đan không chỉ có trợ giúp đối với người bước vào cảnh giới chân võ cảnh, cho dù người đã tiến vào chân võ cảnh ăn cũng có thể tăng cao tu vi là một loại đan dược huyền cấp rất hay được sử dụng. Trần Nguyên Đan, đan dược linh cấp thượng phẩm rất chân quý, chứ đừng nói trên đan dược linh cấp chính là đan dược huyền cấp. đương nhiên có thể luyện chế ra được hay không mới là vấn đề. thầm tướng bây giờ cũng không vội. đừng nói luyện chế đan dược huyền cấp, chặn đường đến đan dược linh cấp thượng phẩm cũng đủ để hắn học trong một khoảng thời gian rất dài. bên trong dược viên còn có một số linh dược khác đang trong quá trình trưởng thành, đều là loại linh dược mấy trăm năm loại phụ trợ. Tầm thương cũng không vội mà ngắt lấy. Hắn bây giờ có được linh dược hơn ngàn năm đã tốt hơn linh dược mấy chục mấy trăm năm. Hơn nữa, dáng đều rất lớn. Bên trong dược viên này có rất nhiều trận pháp lợi hại. Chẳng những có thể để ánh sáng xuyên thấu qua nham thạch thật dày chiếu xuống, còn có thể ngưng tụ lượng lớn linh khí để dựng dục ra những linh dược này. Xem ra người này chắc chắn là người đã rời khỏi phàm võ giới. Tô Mỹ Giao nhìn lấy lòng lúi xinh đẹp này nói Rời khỏi phàm võ giới Liền mang ý nghĩ có được lực lượng phá vỡ hư không Thầm tương âm thầm hướng tới Hắn muốn tới cảnh giới đó Còn không biết là phải tới ngày tháng năm nào Thầm thương Người cứ an tâm tu luyện ở trong này Tiến vào phàm võ cảnh tầng 9 Thì lại đi thái vũ môn Bạch U nói Lúc này nàng ta mặc một chiếc váy vàng óng ánh, dưới loại ánh nắng mặt trời nhu hòa này chiếu xuống, hiển thị rõ vẻ đẹp lạnh lùng và cao quý, giống như một nữ hoàng đế cao cao tại thượng. Y phục lúc này là thẩm thường mua cho nàng, hơn nữa nàng ta cũng rất thích mặc nó. Hiện tại nàng ta và Tô Mị Dao có thể mặc những bộ quần áo đẹp đẽ tắm dưới ánh mặt trời. Chuyện này đối với các nàng mà nói Thế nhưng là chuyện rất tốt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng đều không muốn sống ở bên trong giới chỉ một chút nào. Thẩm thương bây giờ là cần lượng lớn chân khí thì mới có thể ngưng tụ chân khí ba loại thuộc tính khác thành hình. Phải biết hắn thôn phệ hết chân khí của một tên phàm võ cảnh tầng 10 mà mới chỉ ngưng tụ chân khí của hai loại thuộc tính thành hình tưởng tượng là có thể biết được muốn ngưng tụ chân khí của ba loại thuộc tính còn lại thành hình thì cần bao nhiêu chân khí. Linh khí ở dược viên này rất nồng đậm, thẩm tường có âm dương thần mạch, nhắm mắt lại đã cảm thấy chính mình đưa thân vào trong hải dương linh khí. Tuy nhiên hắn cứ thu lấy linh khí như vậy thì cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể bước vào phàm bó cảnh tầng 9. Bây giờ thẩm tường biết tại sao người ở bên trong thế tục giới đều là đến lúc già rồi mới có thể bước vào phàm võ cảnh tầng 9 bởi vì thiếu rất nhiều linh khí. Bây giờ bắt đầu học luyện chế chân khí đan, bàn ngày luyện, buổi tối ăn, vừa tiêu hóa dược lực vừa hấp thu linh khí. Tô Mị Giao nói, sau đó bắt đầu truyền thụ cho thẩm tường kinh nghiệm luyện chế chân khí đan của nàng ta đại nguyên đan là đan dược phàm cấp thượng phẩm có thể tạo ra lượng lớn chân khí tới đề cao tốc độ tu luyện mà chân khí đan thì so với đại nguyên đan còn tốt hơn nhiều là đan dược linh cấp hạ phẩm cũng là đan dược được hoan nghênh nhất ở bên trong môn phái võ đạo chân khí đan là đan dược linh cấp thượng phẩm giống như cũng có thể sinh ra chân khí chỉ có điều đắt hơn rất nhiều so với chân khí đan người bình thường mua không nổi Chủ dược tài của chân khí đan chỉ có một loại, đó chính là tử linh quả. Thẩm tương bây giờ có hơn trăm, 120 quả. Linh dược phụ trợ thì ở nơi này đều có, chỉ cần 500 năm là được. Nếu như dùng 1.000 năm luyện chế thì cần có một chút xíu là được rồi. Có rất có lời. Thẩm tương hít một hơi, tiêu hóa kinh nghiệm luyện đan mà Tô Mỹ Giao truyền cho hắn sau đó bắt đầu phân chia dược liệu, chia thành từng phần, hắn biết lúc bắt đầu luyện chế sẽ thất bại mấy lần. Thẩm thương lấy viêm long bảo lô ra, Bạch U lập tức chạy đến nơi xa nhỏ rộng cho chuyện với Tô mị Giao. Tình cảm tìm muội của các nàng rất tốt, Bạch U tuy rằng lạnh như băng, nhưng nàng ta đối với Thẩm Tường và Tô mị Giao cũng rất tốt. Nếu như là những người khác, nàng ta để ý cũng sẽ không để ý tới, chứ đừng nói là nói chuyện với người tầm tường vừa mới bắt đầu không bao lâu thì thất bại viêm long bảo lô bốc khói màu tím lần thứ hai hắn vẫn thất bại thẳng đến lần thứ mười hắn mới tiến vào giai đoạn giữa của luyện đan chính là đốt toàn bộ dược liệu thành dược bột bắt đầu dùng hợp dược bột với dược khí tuy nhiên đến lúc giai đoạn này hắn lại thất bại một lần nữa còn bà nó từ tính quả này như thế nào là cứt chuột hỏng lung tung ra ta đều là thất bại, chính là bị tử linh quả này hại. Thầm tương oán trách mắng, xa xa tô mị giao cười khanh khách nói, đàn dược đẳng cấp cao thì chủ dược tài và dược liệu phụ trợ xảy ra xung đột, đó là một khoảng thời gian không thể tránh khỏi, đàn dược có đẳng cấp càng cao, xung đột sẽ càng hiện ra rõ ràng, càng khó giải quyết, cái này cần ngươi phải tự mình tìm hiểu mới được. Tô Mị Giao vẫn luôn tự phụ chính mình có thể thiên phú cực cao trong việc luyện đan, nhưng sau khi tên khoái thai thẩm tường này xuất hiện, thì để cho nàng ta liên tục bị đả kích, bây giờ thấy vẻ mặt thẩm tường nếm mùi thất bại, nàng ta cười hết sức vui vẻ. Thẩm tường hếch lên, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngập tràn vui sướng kia của Tô Mị Giao, trong lòng âm thầm mắng nhỏ. Mị Giao tỷ, khi đó người thất bại bao nhiêu lần? Thẩm tương hỏi Người đang khảo nghiệm trí nhớ của ta sao Ta nhớ được rất rõ ràng Là 72 lần Tô Mị Giao nói Tuy rằng thất bại nhiều lần như vậy Nhưng nàng đối với con số này Vẫn là rất hài lòng Phải biết những luyện đan sư khác Không có thất bại qua hơn trăm lần Thì đều không có ý tứ Nói mình học qua luyện chế chân khí đan Thẩm tương thâm nhủ trong lòng ta sẽ để cho ngươi vui vẻ chờ một chút ta nhất định sẽ làm cho ngươi cười không nổi hắn nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục luyện chế lần này hắn không sử dụng viêm long bảo lô mà là dùng lò luyện đan thấp kém phụ thân hắn đưa cho ồ oh, dùng viêm long bảo lô có thể để cho ngươi tiết kiệm thời gian bằng không một ngày ngươi cũng không thể luyện chế ra được một lò tô mị giao nói không cần để ý tới cảm thụ của ta ta không có việc gì đâu. Bạch U nói, nàng ta cho rằng thầm tường là đang lo lắng nàng ta không thoải mái với khí tức đặc thù của viêm long bảo lô kia. Thầm tường không tiếp tục để ý tới hai mỹ nhân này, cố gắng tập trung bắt đầu luyện đan. Bàn đêm, ánh trăng mỹ lệ ôn hòa và ánh sáng xuyên thấu qua trận pháp đặc thù, xuyên thấu núi đá dày đặc chiếu xạ vào diệp viên trong núi. Tô Mỹ Giao và Bạch U nằm ở trên một cái giường, hai mỹ nhân này ôm lẫn nhau, đều đang thở ra hít vào. Đang trong mộng đẹp, có thể dưới loại hịch tình huống này mà ngủ được một giấc, đối với các nàng tới mà nói là một chuyện rất khó có được, mà các nàng cũng cực kỳ yên tâm đối với thẩm tượng, cho nên ngủ rất say. Trong quá trình luyện đan, thẩm thương cũng thỉnh thoảng nhìn lén tư thế ngủ mê người của hai mỹ nhân xinh đẹp kia. Hắn nhìn thấy mà tâm thần dạo dực, khiến hắn suýt chút nữa thì làm nổ nò. Nếu là ta có thể được nằm ngủ ở giữa các nàng vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thẩm thương thầm nghĩ trong lòng, nếu như ý tưởng này được tô Mỹ giao và bạch u biết được, thì hắn chắc chắn sẽ bị khinh bỉ thật lâu. Một ngày một đêm đi qua, thẩm thường mới tiến vào giai đoạn cuối cùng là ngưng đan, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Trong nhiều lần gặp thất bại, thẩm thương đã học được sự bình tĩnh. Dù sao, hắn có rất nhiều dược liệu, hơn nữa một quả tử linh. Quả ngàn năm thì có thể luyện chế 10 lô chân khí đàn. Hắn còn hơn 100 quả, hắn cũng không tin dùng hết toàn bộ trường đó mà vẫn thất bại tô mỹ Giao và bạch uu chỉ có lúc tắm rửa thay quần áo thì mới tiến vào bên trong giới chỉ kia thẩm tường phát hiện hai mỹ nhân này rất thích thay quần áo một ngày thay tới mấy lần các nàng xưa nay đều không mặc quần áo giống nhau hơn nữa còn rất thích để hắn nhìn mỗi lần thẩm tường trông thấy các nàng thay quần áo xong đi ra thì đều phải nói lên lời hay tới tán thưởng hơn nữa mỗi câu cũng khác nhau không nghe nhàm chán cũng không khó chịu luôn để cho tụi tô mỹ giao và bạch u vui vẻ trong lòng. Tầm thương biết các nàng là lão yêu tinh sống hơn ngàn năm nhưng các nàng dù sao là nữ nhân nữ nhân đơn giản chính là thích mặc quần áo đẹp đẽ cả ngày lượn lờ ở trước mặt nam nhân chỉ có điều nam nhân thích nhìn chính là dáng vẻ lúc các nàng không mặc gì u tỉ mỹ giao tỉ Ta đi đến những môn phái vô đạo kia sẽ còn tiếp tục mua cho các ngươi càng nhiều quần áo đẹp đẽ. Ta nghĩ những nơi đó chắc là sẽ có các loại kiểu dáng đa dạng hơn. Thẩm tương cười nói, Tiểu tử, người vẫn rất tức thời, biết dùng phương thức gì để tới lấy lòng chúng ta. Tô Mỹ Giao cười duyên nói, Cảm ơn. Bạch U thấp giọng nói, giọng nói tuy rằng vẫn lạnh lùng như băng, nhưng cái này ở à... Thẩm tường nghe tới Lại nói là có vẻ rất như ôn nhu Yên tâm đi Ta sẽ cố gắng tăng thực lực lên Sớm ngày trợ giúp các người khôi phục thực lực Giúp các ngươi diệt trừ kẻ thù Để các ngươi có thể mặc vào quần áo Mà ta mua tự do hành tàu khắp thiên hạ Về mặt thẩm tường thành thật nói Ngược lại để trong lòng tô mị giao và bạch u cảm động một trận các nàng bây giờ chính là đang bị trọng thương. Đừng nói đối đầu với kẻ thù của các nàng. Chính là một số cường giả lợi hại đều có thể đánh bại các nàng một cách dễ dàng. Mà thẩm tương lại là hy vọng duy nhất của các nàng. Ở trong mắt các nàng thì thẩm tương dường như là một người đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Để các nàng cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng có đôi khi sẽ dùng một loại ánh mắt xấu xa nhìn các nàng. Lại là một ngày trôi qua, Tô Mị Giao và Bạch U ôm chặt lấy nhau mà ngủ say. Ở lúc ánh sáng mặt trời chiếu xuống, các nàng mở ra đôi mắt đẹp lại trông thấy hai mắt thẩm tường nhắm nghiền lại. Một mặt nghiêm túc, đầu đầy mồ hôi mà luyện đan, đây là đến chỗ mấu chốt. Đây là lần thứ 12 thẩm tường luyện chế chân khí đàn, có thể có loại tiến bộ này để Tô Mị Giao rất là ngoài ý muốn một lát đi qua thầm tường thở dài mấy hơi mở mắt mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng hắn nhìn về phía hai mỹ nhân đang ngồi ở trên giường cười hì hì nói hai vị tỷ tỷ có muốn nếm thử một chút bữa sáng mới tôi vừa làm hay không nói xong thẩm tường mở ra cái nắp lò luyện đan màu đen kia bên trong có nằm viên chân khí đan tỏa ra ánh sáng tím việc này lại để cho tô mỹ dao và bạch u phải khiếp sợ không thôi trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng đều hiện ra đầy vẻ không tin, thì vội vàng chạy như bay tới, nhìn lấy bữa sáng trong lò luyện đan kia. Cũng chỉ có thẩm tường mới có thể tùy tiện coi những chân khí đan này như một bữa ăn sáng mà thôi. Mì giao tỉ, ta chỉ thất bại 12 lần, hơn nữa vẫn là dùng một cái lò luyện đan thấp kém mà luyện chế ra, xem ra dùng lò luyện đan cấp bậc tới học tập luyện chế đan dược có rất nhiều tiện dụng diệu dụng à mỹ giao tỷ tiểu đại hồ thẹn không thể đạt tới con số 72 lần thất bại của ngươi tầm tương nhếch miệng cười nói điều này làm cho tô mỹ giao hận không thể đánh dụng hai cái hàm răng trắng nõn kia tiểu quỷ tức chết người người ta năm đó thế nhưng là thất bại 72 lần khi đó còn được sư phụ tán thưởng là thiên tài những người <laughs> tô bị giao chù cái miệng nhỏ lên trên mặt tuy rằng đầy vẻ u hoán nhưng trong lòng vẫn luôn rất cao hứng tiếp tục cố gắng bây giờ dùng viêm long bảo lô đi như vậy có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn luyện chế ra càng nhiều hơn bạch u dùng ngón tay ngọc cầm lên một viên chân khí đan để vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhẹ nhàng nhai bộ dáng trông rất đẹp mắt Tô Mỹ Giao đang làm nũng, Bạch Vũ đang ăn đồ ăn vặt. Hai mỹ nhân này đều bày ra vẻ mặt mê người nhất của mình. Thấy thẩm tương sững sờ một trận, thẩm tương nhìn thấy sự sững sờ một lúc. Trong lòng hận không thể kéo các nàng lại rồi chiều mến một ven thật tốt. Dùng lò luyện đan thấp kém cần khoảng thời gian hơn một ngày mà viêm long bảo lô lại là nửa canh giờ được hai lò. Thảm tường vừa mới bắt đầu dùng viêm long bảo lô luyện chế vẫn là thất bại, nhưng sau khi quen thuộc thì không còn thất bại nữa. Ba ngày luyện đan, buổi tối tu luyện, Thảm tường thu hoạch được chân khí với tốc độ vô cùng nhanh. Luyện chế ra chân khí đan linh cấp hạ phẩm, mỗi ngày hắn đều có thể luyện chế ra 10 lò, cũng chính là 50 viên. Đến buổi tối ăn vào, sau đó tu luyện, không ngừng áp xúc lực lượng lớn chân khí mà chân khí đan mang lại thời gian nhanh chóng trôi qua trong chớp mắt đã đi qua ba tháng tuy rằng mỗi ngày thẩm tường đều là lặp đi lặp lại chuyện giống như vậy nhưng có hai mỹ nhân tuyệt thế làm bạn hắn cũng không cảm thấy phát chán thẩm tường bây giờ đã ngưng tụ chân khí thành bốn cái hình thái thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ bốn cái hình thái của bốn con thần thú này đều ở trong đan điền của hắn mơ hồ hiện ra hắn mặc dù chưa bao giờ gặp qua bốn con thần thú này nhưng dựa theo việc tu luyện hai môn thần công thế mà có thể ngưng tụ ra hình thái của những con thần thú này một cách thần kỳ thẩm tương 17 tuổi hắn bây giờ còn đang xung kích và võ cảnh tầng 9 chỉ thiếu ngưng tụ chân khí ra hình thái cuối cùng hắn sẽ thành công bước vào một cái giai đoạn mới nếu như không phải thầm tường có phương thức tu luyện đặc thù thì hắn sớm đã có thể bước vào phàm võ cảnh tầng 9. Hắn tu luyện chính là hơn gấp bội người khác. Ở giữa thái cực âm dương đồ trong đan điền của thầm tường có một đoàn chân khí thuộc tính thổ nồng đậm. Bây giờ đang thu lấy lượng lớn chân khí tinh thuần, nhanh chóng lớn mạnh, hơn nữa đồng thời được áp xúc lại, dần dần hiện ra hình dáng. Đây là một con tượng chấn áp ở giữa âm dương càn khôn xung quanh sơn cốc này linh khí điên cuồng tràn vào được thẩm tường hấp thụ một cách điên cuồng hình dáng của con tượng này cũng dần dần có hình thức ban đầu bấy giờ thẩm tường đang dùng thần thức khổng lồ kia thành lập liên hệ của năm con thần thú này hình thành một cái trình thẻ xong rồi thẩm tường hét lớn một tiếng thân thể lập tức tản mát ra một cỗ sóng khí vô hình đây là càn côn thân khí Án à, lúc này đã có thể dễ dàng sử dụng ngũ hành chân khí hòa và làm một thể phóng xuất ra lực lượng càn khôn thẩm tương ngưng tụ năm con thần thú này hình thành trạng thái hình thức ban đầu áp xúc lượng lớn chân khí sau đó lại ngưng tụ chân khí vô hình thành càn khôn chân khí oanh phá cánh cửa phàm võ cảnh tầng 9 vừa đúng 17 tuổi thẩm tương đã tiến vào phàm võ cảnh tầng 9 <laughs>